Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2022. Cửa hàng âm thanh Hạnh được nhận những đơn của những vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp như sau. Và sau đây cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm nay. Và cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ test nhạc của chiếc đài QT90 màu vàng gold gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ ở rất xa so với cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, và những sản phẩm được khách hàng chốt đơn thì cửa hàng cũng đều trưng bày tại đây để thông báo trên kênh cho quý vị và các bạn được biết những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn lại bên cửa hàng âm thanh Hạnh để quý khách hàng có thể dễ dàng mua sắm và lựa chọn hơn nhé. Vâng, những sản phẩm ở đây thì cửa hàng xin gửi cho 5 vị khách hàng có danh sách như sau. Sản phẩm thứ nhất, cửa hàng âm thanh Hạnh xin gửi một chiếc máy hút ẩm mang mã số 173. Chiếc này thì có dung tích hút là 25 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Đây là chiếc cuối cùng của dòng Mitsu bên cửa hàng âm thanh Hạnh có để cung cấp cho quý vị và các bạn. Và tại thời điểm này thì cửa hàng còn một chiếc mang mã số 75. Chiếc đó thì 175. Chiếc đó thì là của hãng Saab, cũng được chạy điện 220V và có dung tích hút là 20,8 lít. Và chiếc này là còn một chiếc điện 220, là bên cửa hàng còn duy nhất một chiếc mang mã số 175. Vâng, một chiếc mang mã số 173, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, một chiếc 173. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Ứng Hòa, Vân Đình, Hà Nội, anh chốt chiếc đồng hồ vai bò. Chiếc đồng hồ vai bò thì về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua đây. Với tình trạng thì máy đẹp và cửa hàng cũng đã chụp hình gửi chi tiết cho khách hàng cũng như là cửa hàng âm thanh Hạnh đăng trên trang Zalo riêng của mình rồi. Chiếc đồng hồ vai bò này thì cửa hàng cũng đã thông báo chiều cao, chiều rộng của sản phẩm trong ngày hôm qua, thông báo hàng về rồi ạ. Vâng, vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Giang Dương có địa chỉ tại Linh Giang, Hải Dương, là một bộ băng 7 có ghi là Toàn Nguyễn ạ, bộ băng 7 nhé. Vị khách hàng tiếp theo cũng là vị khách hàng lần đầu tiên mua sắm những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp, cửa hàng xin gửi cho anh Vũ Đức Thắng, anh có địa chỉ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chốt chiếc đài bên cửa hàng là một chiếc đài QT90 màu vàng gold. Chiếc đài này thì đầy đủ phụ kiện đi kèm và sản phẩm này cực kỳ là mới và đẹp, còn nguyên thùng xốp. Đây là những sản phẩm VIP và cũng là chiếc QT90 có thùng đầu tiên cập bến với cửa hàng. Đây là một model màu vàng gold rất hiếm có và để lựa chọn được những chiếc đẹp như thế này thì cửa hàng âm thanh Hạnh cũng phải đấu giá với một mức giá rất là cao. Và ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Hạnh cũng đã được nhận đơn và anh cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho cô chủ shop rồi và cửa hàng đang test cửa số 1 và cửa số 2 cho khách hàng cùng được nghe và cảm nhận chiếc đài này. Còn nguyên cả dây nguồn zin, cả pin, cả băng, thùng xốp của sản phẩm thì đây. Đây ạ, đầy đủ nhá, từ cả tem. Vâng, một chiếc đài đáng để sưu tầm. Đáng để sưu tầm. Vâng, chiếc đài mà cửa hàng hôm trước thông báo trên kênh và bán cho vị khách hàng có địa chỉ ở Linh Bình cũng một chiếc QT90 màu vàng gold. Chiếc đó thì không còn thùng, có giá là trên 20 triệu. Nhưng chiếc này thì cực kỳ là đắt luôn. Giá cực khủng luôn. Chiếc đài này thì có giá là rất là cao, dưới 41 triệu nhé. Các bác có thể nhìn thấy độ đẹp của sản phẩm này, tất cả này, như là hàng chưa sử dụng luôn, kiểu như là hàng tồn kho đấy. Các bác nhìn thấy từ cửa băng và tất cả lúm núp thì rất đẹp rồi. Cửa hàng đang test ở cửa số 2 nhé. Và vị khách hàng cuối cùng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin gửi cho anh Sơn có địa chỉ tại đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Anh chốt ra hai cuốn băng về trong ngày hôm qua, một cuốn mắc sen này và một cuốn nao từ. Vâng, sản phẩm thì vẫn còn ở đây và cửa hàng cũng thông báo trên kênh. Cửa hàng sẽ test cho quý vị và các bạn chất âm của sản phẩm này. Oh,
xin hãy nhớ. Anh cầu trầu cho nàng nào giờ. Không thấy chôm chôm em gái xưa quen, anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tênh, em qua phà theo chồng về kịp. Anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tênh. Hàng xe tét cửa số 1 nha. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã từng chìm trong say đắm. Vâng, vậy là cửa băng số 1 và cửa băng số 2 đều chạy hoạt động và hoàn hảo, ok. Và đây cửa hàng sẽ tép sang rồi lại từ tép sang radio nhé. Tài Mân Đầu Thanh, sau khi Thanh Tâm Tài Nhân viết nên tiểu thuyết tài tử danh nhân kinh văn kiểu truyền, câu chuyện gió sóng thì ở đây ạ. Ảnh hưởng vô cùng đang thu hút sự biệt của dư luận này. Sau khi Nguyễn Phương Hằng thành phố ở khu vực miền Trung bày tỏ công an và các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này, anh Trần Hưng ở tỉnh Quảng Bình bày tỏ Nguyễn Phương Hằng phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác. Mọi người cũng nói bên cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh thì chỉ bắt được có hai em thôi. Tạo tác nên một hình tượng nhân vật lấp lánh rạng ngời. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Đại học An Giang, người từng nghiên cứu truyện Kiều nhiều năm, cũng đưa ra nhiều thông tin vâng vậy, về tất kim cả là hoạt động ok nhé các bác Thanh nhé. Tâm Tài Nhân, tác phẩm mà Nguyễn Du. Vâng vậy, clip này cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 5 vị khách hàng đã chốt những sản phẩm của ngày hôm nay. Và bên cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh thì vẫn còn rất nhiều những sản phẩm về audio và những sản phẩm hàng sưu tầm, hàng trưng bày bên cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh đang có. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng vậy, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào, tạm biệt.